Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chú xưng anh đi. Dạ. Hả, em thấy em gái thế nào? Dạ. Bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái, cảm nhận con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. Người của công việc, dân làm ăn mà, phong ba bảo táp. Nhưng mà em có thích người già như anh không hay là thích người trẻ? À dạ sao cũng như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay. Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi cái gì vào? À dạ em bay từ Tuy Hòa vào. À, khi nào em về? Linh chào chị Hồng Vân với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi. Quang làm gì? Quang Nghĩa làm gì? Dạ em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ với lại kinh doanh bất động sản nhà. Trời ơi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Nguyên Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ em đọc cho trôi vần hả cô? Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ, hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Dạ, ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ vậy hay hả? Quá. Dạ. Cũng hợp lý ha. Dạ nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn? Dạ. Hỏi coi ở đâu? Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên ấy, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á. Dạ có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. Em xin lỗi. Dạ em rung quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến Phú Yên em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha. Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động ừ. Được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu quá. Nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu của cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng phương mà thật thôi. Sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Là được bao lâu? Mối tình thứ 2 thì được... 1 năm cơ, tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5? Dạ, dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm á, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm, chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á. Cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì
em cũng tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn bạn kia, thì làm người nữ buồn hơn thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen người ta đi nhắn tin là buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha, chào con, trẻ măng nha. Nãy hai mấy, 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy cháu? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bán đất đai rồi đó. Nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kêu bằng anh, 29 kêu bằng chú. Sao nó sai sai sao ta? Dạ vậy, vậy để em đổi. Em đổi ra thôi, muốn kêu gì kêu chú bác gì kệ. Dạ. Đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy? Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ. Dạ, tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ, mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dạ. Dễ tính. Dạ, nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên con tính quyết đoán giúp con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Không có nói là anh quyết đoán đó, đúng không? Dạ, và không gia trưởng, trung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em. À, vì... điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích một muối hay sáu muối? À, dạ đương nhiên sáu muối, sáu muối tốt hơn rồi. Dạ. Sáu muối lớn tuổi nó cũng dồn về muối à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cương đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái ạ. Lời đầu tiên xin chào hai MC Huyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên. Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, về ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà rào vừa mở liếc qua coi cái người mà mấy chục năm mà chưa gặp đó. À, anh cảm ơn quà dễ thương. Đẹp quá. Dạ, em tặng. À, cảm ơn em. Em thì em 29 là sinh năm 91 hay 92? Dạ, 91 ạ. Anh 92 ạ? Dạ, anh 92. Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chú xưng anh đi. Dạ. Đó, em thấy em gái thế nào? Dạ. Bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái, cảm nhận dạ. Con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. Người của công việc, dân làm ăn mà, phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? À dạ sao cũng như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay? Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi gì vào? À dạ em bay từ Tuy Hòa vào. À, khi nào em về? Dạ
Dạ thứ bảy em về. Dạ. À là ở tranh thủ ở lại chơi hả cưng? À, dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi, khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không, hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1+1=2, và nhưng nó là 0.5+0.5=1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật, các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được, chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. À lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không? Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được, chứ cũng không có, không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi, nếu mà hai người yêu nhau cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi, chứ không quan trọng. Giao luôn một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi mình đáp lễ lại luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát đáp lễ. Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát, nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Cảm nhận đi. À, dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa, mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ trời. Bấm hay không là quyền của các bạn, không đồng ý không cần bấm. 1 2 3 hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi đúng không? Dạ, bấm hết rồi hả? Em trai không bấm. Dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc, cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc,
RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.